Rồi chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em, nhất là bạn trai hay bạn gái, giờ mình hướng dẫn cho. Nhiều khi cái này chắc nghĩ chắc ai cũng biết hết, cũng còn một số người chưa biết. Thì bây giờ mình tìm cách chỉ cho anh em biết một cách ẩn Zalo. Ẩn Zalo là đừng cho chi, đừng cho bè bạn anh em hoặc người thân của mình á, mượn điện thoại mình không có xem tin nhắn hoặc Zalo của mình là quyền riêng tư của mình được. Thì bây giờ mình tìm cách chỉ cho anh em là ẩn Zalo. Rồi anh em đều theo dõi nha. Giờ mình mở bên phần Zalo, nó thấy chữ Zalo phải không? Mình vô phần chữ Zalo, nó Zalo, rồi mình xem ở dưới bên góc bên bên tay tay trái á, tay phải mình thấy có bốn ô vuông chưa? Rồi mình lấy tay mình khỏ vô bốn ô vuông đó, có phần thêm thì nằm ở dưới nhưng phần cài đặt thì nằm ở trên, có tên vòng tròn ở trên á. Rồi mình khỏ vô phần cài đặt, mình làm từ từ cho dễ hiểu nha. Rồi mình thấy cái chữ là tài khoản và bảo mật hay không đấy, nó cái tài khoản và bảo mật thì mình mới khỏ vô tài khoản và bảo mật. Đây mình đọc, mình dò chừng nào mà thấy để chữ đặt mã phá Zalo, rồi mình lấy tay mình khỏi vô test. Đây hiện giờ là đặt mã phá đã bị tắt, tắt là nó hiện màu nằm mấy tên đó, ở màu hơi màu trắng, còn nếu khi mình bật là màu xanh. Rồi giờ mình bật đó, bây giờ là nó để nhập vào mã phá cần thiết lập. Nhưng mà điều cần biết nha anh em mình phải quan tâm tùy theo mình đặt mã phá, nhưng mà mình đặt là mình phải nhớ. Đây thì rất đơn giản, nhiều khi mình đặt bốn số điện thoại cuối mình đi, này được có bốn số thôi, bốn số điện thoại cuối mình cho dễ nhớ, mình dễ mở nha. Còn mình thì hiện giờ rất đơn giản, thì hiện giờ mình nhấn cho số cho lẹ, mình nhấn số 1, số 2, số 3, số 4 đó, bắt đầu nhập mã lại chính xác lần nữa, 1 2 3 4. Đây nó đặt mã đã thành công, là nó hiện lên màu xanh. Rồi bây giờ mình để sẽ thoát ra, mình mở lại nha. Đây thoát ra hết đó, tắt màn hình luôn. Rồi mở lại, đấy mở lại, nó mở lại. Giờ mình vô cái phần Zalo, những người khác mượn máy điện thoại mình đi vô phần Zalo thì người ta mở vậy, rồi tất cả đâu có lên, mình mở mới lên, bị mình đã nhớ mật mã mình rồi. Nãy mình điền 1 2 3 4 đó, thấy không? Đây mình đơn giản thôi, tại vì mình có làm qua, thì giờ mình giới thiệu cho anh em biết trong cái phần đi về phần cài đặt. Thì chúc anh em ai cũng phải làm được hết, tại vì mình cái nào mình biết thì mình hướng dẫn, còn cái nào mình không biết mình hướng dẫn, chắc ai cũng biết hết, còn mọi người chưa biết. Thì chúc anh em một làm một cái Zalo như mình, để chi, để cho người khác không xem tin nhắn và bè bạn trang cá nhân của mình được. Rồi chúc tất cả thành công trong công việc nhé, chào.